Rồi, chào tất cả bạn ha. Đây, cái clip thứ hai mình làm về cây bạch tuyết mai nè. Mình bắt đầu mình vô dây cho cây. Bạn thấy không, tại vì điện thoại mình hơi còi đó. Cái clip này mình quay thì nó cũng hơi lâu, nửa tiếng, mà up lên YouTube rồi thì nó nặng lắm mấy bạn. Rồi nên mình thấy quá trời lâu luôn rồi mình chia ra làm hai cái clip, mình xem rồi cũng thông cảm nha. Rồi như vậy đó các bạn, cũng lạ lướt ha. Tại dây ở đây thì mình xài thì nó có chủ yếu mình chơi mini, nhưng mình xài cái dây nhôm mà mã đồng nữa thôi. Xài thường thường của mình xài có 3 cỡ dây à. Mình xài 2 ly rưỡi với dây 1 ly nữa nè. Đa số mình xài có 3 cỡ dây đó. Chủ yếu cây của mình là cây mini không. Nói với bạn là lần đầu tiên mà mình sửa cái cây bạch tuyết mai này, cái thân nó thì cũng không tới nỗi giòn các bạn, chắc bẻ cũng dễ, mình bẻ từ từ lên thôi, sửa từ từ lên thì nương nương đó các bạn. Để giờ mình cắt cũng muốn hết rồi, để mình đưa nó lên cho nó bẻ cái con này qua cho nó lượn lượn rồi đi. Để chút mình bẻ nó ngặt ngặt lại, lạng qua lạng lại rồi. Vậy nè, cái cây thì nó cũng tương đối là dẻo mà không tới nỗi là giòn như mấy chiếc thủy. Mấy chú thủy trước mình bẻ là tập sữa uống gãy hoài mà gãy suốt, nhiều cành nhánh cây hết biết luôn mà bẻ cũng gãy chân. Hơi ra dáng luôn các bạn, lượn lắc lắc rồi. Cũng nhờ mình định vị cố định cái cụm dây mình cột cái gốc dưới các bạn, cây nó cũng cứng cáp rồi, mình di chuyển rồi nó cũng dễ hơn, nó không có động cây cái gì. Thế sao các bạn, nó cũng lạ lạ ha. Mình để phải nhặt xuống, cắt bỏ cái nhánh này là mình cắt bỏ luôn đi, tại vì thấy nó cũng cần thiết luôn. Thì nó sạch thì này thì mình cũng không có bẻ gì nhiều, sửa gì nhiều luôn các bạn. Nếu mà bây giờ mình lên thì mình định hình nó vậy thôi, thời gian cho nó ổn cái thế của nó, cũng cắt tháo dây ra rồi mình cũng thả thàng cho nó tự nhiên các bạn. Chung mỗi lần mình sửa cây thì cũng ngắm nghía cũng lâu lắm mấy bạn. Mình thì cái dáng thế rồi thì mình cũng không có rành hung nữa mấy bạn, mới tập chơi nên bây giờ với lại cái mình thấy mình bẻ sửa cái cây á, cảm thấy nó vừa con mắt của mình, cảm thấy mình thích là cũng được rồi mấy bạn. Dáng thế đường
bài bản rồi thì cái đó thì để mình tìm hiểu rồi học hỏi rồi thêm, còn lâu lắm các bạn. Hướng của mình thì cũng mini này, chủ yếu là mình thả tự nhiên, là mình thấy nó tự nhiên nó đẹp hơn, cũng không có lệ thuộc quá gì thế thần bài bản như vậy. Mình thấy mình đẹp, mình vui rồi các bạn. Chơi cây mình thích đó, mình tự mình sửa các bạn ơi, về mình trồng từ từ, mình sửa từ từ, nói chung thì không bằng người ta thiệt, nhưng mà dù sao cũng cái đó là của mình tự tay mình làm ra, nó cảm giác nó vui lắm. Rồi mua từ cái cây rồi về mình làm từ từ, chúng thời gian lâu dài nó xum xê ra, miễn thấy nó có cái dáng đẹp đẹp là thấy vui lắm. Chủ yếu là tự tay mình làm, mình thì cũng không thích mà cây người ta sửa sẵn rồi mình đem về mình chỉ chơi thôi, cái đó nó cũng kiểu như mà nó không thú vị. Chung cái sản phẩm mình làm ra là chất lượng nhất, đúng không bạn? Cái gì cũng có sẵn của người ta hết thì đâu còn ý nghĩa gì nữa đâu. Nguyên một cây sum xê giờ còn được như đây nữa các bạn. Chùm sửa cái cây thì không có nhiêu, nhưng mà thời gian ngồi ngắm nghía thì nó mới lâu các bạn. Nghía đi nghía lại, ngắm đi ngắm lại. Mình suy nghĩ ý tưởng thì nó vậy đó, nhưng mà tới lúc mình đem ra mình sửa thì chứ phải coi nó cũng cân đối không, đẹp không, nhẹ mà chung mà cây này thì nó cũng hơi dai đó, nhưng mà bẻ cũng nên nương đó, lỡ nó còn một hai cành nhánh nó gãy rồi mất công luôn. Nhánh này sao mấy bạn, cái này mình đưa ra chứ thì chắc cái nhánh này là mình dựng nó lên làm cái đọt hơn, hay là mình dẫn cái nhánh nào mình chưa phải dựng cái đọt lên, sau này nó định hình thả tự nhiên luôn rồi bạn. Nhìn nó ẻo lả không các bạn, lả lướt ha. Mình nghĩ sau này nếu mà tàn chi rồi nó ra đều chắc cũng đẹp ha các bạn, không đến nỗi nào đâu. Chơi rồi sửa cây rồi mình cũng học hỏi nhiều lắm các bạn, có mấy anh trên YouTube đó, mấy anh em người ta chơi người ta bẻ sửa nhiều cái cây đẹp lắm, nhìn ghiền lắm, cũng giao lưu học hỏi nhiều lắm. Chung là chơi cây kiểng mà mình thì cũng không có nóng vội được, cái gì cũng phải học từ từ, làm từ từ. Có ai tự nhiên mà biết được đâu, phải học hỏi nhờ anh em rồi chia sẻ. Thì mình cũng nói anh em đó, mình thì dạng mình mới tập chơi thôi, cái gì anh em cứ có xem cái clip này thì anh em cứ chia sẻ với mình. Mình chủ yếu tạo ra cái kênh này để anh em gặp gỡ giao lưu rồi thôi,
chơi cây mà có bạn bè anh em rồi chơi chung rồi nó mới vui. Chơi mình làm sống cây cũng không biết khoe ai vợ, làm được thì cũng phải khoe rồi chứ. Thì mình cũng mong là các bạn có xem được cái clip á thì cứ đăng ký kênh ủng hộ mình, có gì với comment rồi giao lưu kết bạn rồi cho nó vui mà. Chỉnh ngắm nghía lại cái suy nghĩ lại dáng ha mấy bạn, lượn lượn lắc lắc rồi mình thì cũng mới chơi nên nguyên cái dàn cây của mình nó cũng chưa có cái cây nào gọi là thành phẩm hết mấy bạn, cũng đang chỉ có 2-3 cây hôm bữa là của ông anh ông tặng đó. Có giới thiệu với mấy bạn đó, gần thành phẩm này, nó chưa có cây nào được gọi là thành phẩm đâu. Theo ông ổn chứ là cái cây này là mình thấy là tại hồi nãy mình cố định cái dây vô chứ sau này nếu mà chỉnh lại mình chuẩn bị chỉnh cho nó đứng lên xíu mới ra nó là dày là vừa. Rồi ha, giờ mình cũng được rồi, để thời gian coi nó làm sao mới ra. Nhìn này sao mình muốn dựng cái đọt này lên mới về thôi, dựng lên mình làm cái ngọn luôn đi, sau này mấy cái cành ở dưới thì từ từ nó mọc thêm rồi mình bẻ nữa, cũng qua nhiều cũng đoạn mà. Thời gian sẽ trả lời mọi câu hỏi. Mình dựng cái đọt này lên mình thấy nó ổn hơn á mấy bạn, thấy nó kiểu như nó cân đối cây hơn đó. Thì nữa mình nuôi cái tàn đó cho nó bay ra làm cái tàn nhỏ thôi mấy bạn, chủ yếu mình càng nhỏ càng tốt. Rồi, bạn thấy sao bạn? Bạn coi có gì thì có xem video clip thì mấy bạn để lại comment dưới đi, góp ý cho mình, thảo luận rồi anh em giao lưu cho.
ổn ổn đó rồi. Để khi nào mà em á mà đủ cành rồi thời gian mình quay lên mấy bạn coi ha. Rồi, thôi mình cũng xin kết thúc video clip ở đây. Rồi, chúc các bạn xem video clip vui vẻ nha. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn.